gọi là hoa hậu quê mùa, Đỗ Thị Hà tung luôn ảnh quá khứ, đáp lại khéo léo khiến anti-fan nghe xong phải câm nín. Xuất thân từ nông thôn, Đỗ Thị Hà luôn tự hào khoe những hình ảnh mộc mạc, thời chân lấm tay bùn mà không hề e ngại bị chê bai. Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà luôn nhận được sự chú ý và quan tâm của cộng đồng mạng. Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở miền quê Hậu Lộc, Thanh Hóa nên từ nhỏ Đỗ Thị Hà đã quen với đồng áng. Chính sự gần gũi, mộc mạc này giúp nàng hậu chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ. Tuy nhiên, vẫn có một số ít anti-fan gọi cô là Hoa hậu quê mùa. Sáng ngày 18 tháng 5, khi mở story để netizen vào trò chuyện trên Instagram, Đỗ Thị Hà đã nhận được một câu hỏi kém duyên. Sao giờ vẫn có nhiều người gọi chị là Hoa hậu quê mùa vậy ạ? Tuy nhiên, cô nàng không hề tỏ ra khó chịu mà chỉ nhẹ nhàng trả lời. Hi, vì chị sinh ra ở quê mà em thấy không? Đồng ruộng, ao vườn nè. Kèm theo đó là một bức ảnh của chính cô cách đây 8 năm. Nàng hậu không hề phủ nhận xuất thân hay nói những lời gay gắt để đáp trả. Thậm chí còn đồng tình khi bị gọi là Hoa hậu quê mùa bởi cô sinh ra từ nông thôn. Chắc hẳn, sự khéo léo của Đỗ Thị Hà đã khiến người hỏi câu kém duyên kia phải lập tức tắt điện. Bên cạnh đó, người đẹp còn ghi điểm trong lòng người hâm mộ vì luôn trân trọng nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên. Cũng chính bởi tình yêu lớn lao với quê hương mà người đẹp xứ Thanh thường xuyên khoe ảnh đồng áng khi còn nhỏ. Mỗi khi về thăm gia đình, cô cũng chẳng ngần ngại lau dọn nhà cửa, đi chợ và làm vườn. Khác với vẻ lộng lẫy lúc xuất hiện tại sự kiện, hình ảnh cô nàng ăn mặc giản dị khiến nhiều người không khỏi thích thú. Trước đó, nàng hậu cũng từng chia sẻ, cô trân trọng những gian khó trong quá khứ. Chính việc ra đồng giúp đỡ bố mẹ khiến cô hiểu hơn những vất vả của nhà nông và cố gắng hơn trên con đường sắp tới. Đỗ Thị Hà là Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, hiện là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô cao 1,75m, số đo hình thể 80, 60, 90. Tân Hoa hậu Việt Nam 2020 được nhiều người nhận xét có vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười duyên dáng cùng ngoại hình nổi bật. Cô gái lớn lên ở xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, hiện là sinh viên năm 2 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, hiểu được sự vất vả của cha mẹ, Hà sớm có cuộc sống tự lập để giúp gia đình vơi đi phần nào gánh nặng. Khi đến Hà Nội học đại học, cô sắp xếp thời gian đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Với ngoại hình ưa nhìn, nụ cười tươi tắn, Hà bén duyên với công việc làm người mẫu. Tuy nhiên, Hà vẫn ưu tiên việc học trên hết và không vì công việc làm thêm mà bỏ tiết học nào. Để có chi phí đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu, Hà đã phải tiết kiệm tiền ăn trong nhiều tháng liền. Từ năm 2016, Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam, mình thấy chị là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tài năng và hâm mộ các dự án nhân ái của chị. Mong muốn mình cũng có thể thực hiện các dự án nhân ái như vậy, mình quyết tâm tham gia cuộc thi, Hà chia sẻ lý do đến với cuộc thi. Trở thành Hoa hậu và được nhiều người chú ý khiến cô gái vốn quen với đời sống tỉnh lẻ không khỏi áp lực. Mọi thứ đều phải đánh đổi. Trở thành Hoa hậu là niềm vui, đồng thời cũng mang trên mình trách nhiệm. Nhưng chính sức nặng của vương miện sẽ là trọng trách giúp Hà cố gắng hơn mỗi ngày để hoàn thiện bản thân, Hà bộc bạch.